Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc ta, đất nước đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng dân tộc có sức ảnh hưởng lớn tới đất nước. Nhân dịp mùng 8 tháng 3 này, hãy điểm lại 7 cái tên của những người phụ nữ trong lịch sử Việt Nam. 1. Hai bà Trưng, Trưng Chắc, Trưng Nhị là hai con gái của Lạc Tướng ở huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, thuộc dòng dõi Hùng Vương. Nói đến những cuộc khởi nghĩa giúp giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ, ta không thể nào không nhắc đến cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, một cuộc khởi nghĩa oanh liệt và là một mốc son chói lọi trong lịch sử đánh giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của hai bà, nhiều cuộc khởi nghĩa địa phương được thống nhất thành một phong trào rộng lớn từ miền xuôi lên miền núi, bao gồm người Việt và các dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ. Trong hàng ngũ tướng lĩnh của nghĩa quân có rất nhiều phụ nữ. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng là thắng lợi oanh liệt, đánh dấu một mốc son trong lịch sử Việt Nam và mở ra thời kỳ chiến tích huy hoàng của những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới ách nô lệ của thực dân phong kiến phương Bắc. 2. Bà Triệu. Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh. Từ nhỏ bà sớm tỏ ra có ý chí hơn người. Khi cha bà hỏi về chí hướng mai sau, tuy còn ít tuổi, bà rắn giỏi thưa, lớn lên con sẽ đi đánh giặc như bà Trưng Chắc, Trưng Nhị. Khi nhà Ngô xâm lược đất nước, gây nên cảnh đau thương cho dân chúng, bà Triệu bỏ nhà vào núi gây dựng căn cứ, chiêu mộ nghĩa quân đánh giặc. Cũng theo truyền thuyết, sau nhiều lần thất bại, hễ cứ nghe tới việc phải đi đàn áp bà Triệu là binh lính giặc lại lo lắng. Chúng phải thốt lên rằng, hoành qua đường hổ dị, đối diện bà Vương nan. Dịch, vung tay đánh cọp xem còn dễ, đối diện bà Vương mới khó sao. Cuộc khởi nghĩa của bà và anh trai Triệu Quốc Đạt nổ ra năm 248 và được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. Sau một cuộc bao vây giáo giết của quân giặc, bà Triệu rút lui về núi Tùng, bà quỳ xuống vái trời đất, sinh vì tướng, tử vì thần, sống làm tướng, chết làm thần, rồi rút gươm tự vẫn. Hiện nay, nơi núi Tùng, xã Triệu Lộc vẫn còn di tích lăng mộ của bà. Cách nơi bà mất không xa, trên núi Gai ngay sát quốc lộ 1, đoạn đi qua thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc, thành phố Thanh Hóa 18 km về phía bắc là đền thờ bà. Hàng năm, vào ngày 21 tháng 2 âm lịch, người dân trong vùng vẫn tổ chức làm lễ dỗ bà. 3. Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Bà cùng Nguyễn Đình Chiểu là hai nhà thơ của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Di tác của bà hoàn toàn là thơ và đa số đều được viết bằng chữ nôm. Bà được nhà thơ hiện đại Xuân Diệu mệnh danh là Bà Chúa Thơ Nôm. Với nhiều tác phẩm thơ nôm, thi sĩ Hồ Xuân Hương đã được bình chọn là Bà Chúa Thơ Nôm trong nền văn học Việt Nam. Thơ Hồ Xuân Hương là một tiếng sấm giữa bầu trời chế độ phong kiến đang trong thời kỳ mục rỗng, là tiếng nói bênh vực mọi tầng lớp phụ nữ cùng khổ. Chính vì lẽ đó, Hồ Xuân Hương được mệnh danh là Nữ Chúa Thơ Nôm Việt Nam cùng với bao kỳ tích huyền thoại. 4. Đô đốc Bùi Thị Xuân. Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Bùi Thị Xuân sớm được học văn và học võ. Tương truyền bà vừa có sức mạnh, vừa có sắc đẹp, nữ công khéo, chữ viết đẹp nhưng thích làm con trai. Nghe kể chuyện bà Trưng bà Triệu cưỡi voi đánh giặc, Bùi Thị Xuân náo nức muốn được theo gương bà Triệu bà Trưng luyện đánh voi ra trận. Cuộc đời và sự nghiệp của bà gắn liền với những chiến công hiển hách và thăng trầm của triều Tây Sơn. Bùi Thị Xuân là một nữ kiệt, tài sắc vẹn toàn, can trường tiết liệt. Với tấm lòng yêu nước kiên trung, bà cùng chồng là Trần Quang Diệu đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thống nhất nước nhà vào cuối thế kỷ 18. Tên tuổi của bà đã đi vào lịch sử và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Ngày nay, lễ dỗ của bà được long trọng tổ chức theo nghi thức truyền thống tại đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, được xây dựng trên mảnh đất quê hương, nơi sinh ra và lớn lên của nữ tướng để bày tỏ lòng thành kính đối với bậc tiền nhân. Tưởng nhớ Đô đốc Bùi Thị Xuân là tưởng nhớ một vị liệt nữ anh hùng đã hết lòng vì độc lập dân tộc, vì sự bình an, hạnh phúc của nhân dân. 5. Thánh Chân Công Chúa Lê Chân. Có một điều ai cũng biết, đồng hành và cùng khởi nghĩa với hai bà Trưng là các nữ tướng anh hùng. Tiếc là sách chưa đề cập hay viết gì chi tiết về những nữ tướng tham gia khởi nghĩa thời đó. Hơn 70 vị nữ tướng anh hùng đã từng sát cánh chiến đấu mưu lược, dũng mãnh bên hai bà Trưng. Một trong những vị tướng ấy phải kể đến nữ tướng Lê Chân, khởi nghĩa ở An Biên, Hải Phòng. Được Trưng Vương phong là nữ tướng quân miền biển, Lê Chân là một trong những nữ tướng xuất sắc của hai bà Trưng. Bà được coi là người có công khai khẩn lập lên vùng đất ven sông Cấm ở Đồng Nguồn. Theo truyền thuyết dân gian, trong các lễ hội ngày 8 tháng 2 âm lịch là ngày sinh và 25 tháng 12 âm lịch là ngày mất của Lê Chân. Hải Phòng đặt tên một quận mang tên bà và dựng tượng bà trước trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố Hải Phòng để tưởng nhớ công khai khẩn của bà. Đồng thời, tên của bà được đặt tên cho giải thưởng nữ tướng Lê Chân để trao cho những phụ nữ có thành tích xuất sắc của đất cả. 6. Phạm Thị Uyển.
trong dòng lịch sử của nước ta, nhiều nữ tướng đã cầm quân ra trận như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Chân, Bùi Thị Xuân. Tuy nhiên, bậc cung phi hoàng hậu trực tiếp xông pha hiểm nguy nơi trận mạc thì chỉ có duy nhất bà Phạm Thị Uyển, vợ Mai Hắc Đế, được xem là hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử nước ta từng cầm quân đánh giặc. Theo sử sách, bà quê ở quận Nam Xương, Cầu Giấy, Hà Nội ngày nay. Năm 722, nhà Đường sai Dương Từ Húc mang quân sang đánh. Quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Mai Hắc Đế phải đương đầu với đội quân mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Trong khoảng thời gian này, hoàng hậu Phạm Thị Uyển luôn sát cánh cùng trông trong các trận chiến. Khi nhà Đường mang 100.000 quân sang đàn áp khởi nghĩa, bà Phạm Thị Uyển đưa binh thuyền bày trận trên sông Tô Lịch, chiến đấu dũng cảm, khi sức cùng lực kiệt, bà cùng số ít binh tướng nhảy xuống sông Tô Lịch tự vẫn. Ngày nay, đền Dục Anh nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ quay mặt ra sông Tô Lịch, đoạn gần cầu Trung Hòa chính là đền thờ bà. 7. Ngọc Dung công chúa. Theo sử sách, bà Lê Thị Ngọc Dung, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ngày nay, bà nổi tiếng xinh đẹp, văn hay, giỏi võ. Bà đứng ra tổ chức đội dân binh, chuẩn bị vũ khí, lương thảo, tìm đường vào Lam Sơn khi biết tin Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Thấy côn quyền, cung kiếm của Ngọc Dung đều giỏi, dung nhan xinh đẹp, lại mang họ Lê, Lê Lợi nhận làm con gái nuôi. Sau lại phong làm tả hữu tỳ tướng, giao cho trọng trách lập căn cứ đánh giặc ở vùng ven biển Sơn Nam Hạ. Năm 1426, bà hy sinh trong trận quyết chiến với quân Thù tại cửa Đại Toàn. Khi Lê Lợi lên ngôi vua, đã chi phong bà là biển chức Đoan Trang, chinh phục Từ Hòa, đan chính phương nương đại vương, cho lập đền thờ phụng. Người dân tôn bà là Thánh Hoàng với duệ hiệu là Thánh Mẫu Đường Cảnh Thánh Hoàng Ngọc Dung Công Chúa. Vừa rồi là 7 gương mặt phụ nữ tiêu biểu trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Hãy đón chờ phần 2 với những gương mặt phụ nữ tiêu biểu trong lịch sử trên YouTube Luật Pháp Trị bạn nhé.